Khuya ngày 17 tháng 5, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang phong tỏa hiện trường vụ một cụ bà 82 tuổi bị chó cắn chết tại nhà. Theo đó, hơn 19 giờ tối cùng ngày, người phụ nữ sống tại căn nhà trên đường Thống Nhất, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, mở cửa lồng sắt thả chó ra cho ăn. Lúc này, cụ bà V, 82 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, đang đứng trong nhà, bất ngờ bị con chó lao tới tấn công. Do sức yếu, bà V ngã xuống nền nhà rồi bị con chó cắn liên tục vào đầu. Mặc dù người trong nhà can ngăn nhưng không được. Tới khi bà V nằm bất động thì con chó mới chịu dừng lại. Những người trong nhà nhanh chóng nhốt con chó lại vào lòng. Hậu quả vụ việc làm bà V chết tại chỗ. Được biết con chó này nặng hơn 40kg. Bà V là mẹ của người phụ nữ sống trong căn nhà này.